Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi lại có dịp trở lại làng Phong Lạc đúng vào kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm 2023. Điều làm chính những người thực hiện chương trình chúng tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi và phát triển của một vùng nông thôn mà trước kia còn nghèo khổ. Đồng hành cùng chúng tôi có ông Bùi Đức Điểm, là một người con trong làng kể lại. Làng Phong Lạc, xã Đông Trung, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có lịch sử hình thành từ thời kỳ phong kiến. Đến năm 1069, Vương quốc Lý thành lập, lãnh thổ địa Phong Lạc trở thành một trong những đồn điền lớn của nhân dân Nam Hán. Trong suốt thời gian thống trị của Vương quốc Lý, làng Phong Lạc đã phát triển nhanh chóng và có vị trí quan trọng trong việc sản xuất và buôn bán. Sau đó, đến giai đoạn triều đại Trần, 1225-1400, làng Phong Lạc tiếp tục phát triển và được coi là một trong những trung tâm kinh tế sôi động của vùng. Đây cũng là thời kỳ xây dựng nhiều công trình kiến trúc độc đáo, di tích lịch sử cho làng như đình làng Hải Nam, đình làng Ngô Quyết và chùa Long Bạch. Trong quá trình phát triển, làng Phong Lạc cũng có những thay đổi về tên gọi. Ban đầu, nó được gọi là xã Phong Lạc. Sau đó, vào thời Lê, xã này được chia thành hai làng Phong Lạc và Lộc An. Đến năm 1780, xã Phong Lạc được chia thành ba làng, Phong Lạc, Hải Nam và Long Bạch. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, làng Phong Lạc đã có nhiều đóng góp quan trọng. Nhiều người dân trong làng đã tham gia vào cuộc chiến, góp phần đánh bại kẻ thù và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, làng Phong Lạc vẫn còn giữ được nhiều di tích lịch sử và kiến trúc truyền thống. Nó đồng thời cũng phát triển với nhiều ngành nghề truyền thống và du lịch văn hóa. Thời kỳ đổi mới tại Việt Nam đã tạo ra một sự lạc quan và phấn khởi trong lòng người dân, tạo nên một không gian sống mới, làng Phong Lạc. Làng Phong Lạc trong thời kỳ đổi mới mang theo sự hy vọng và đổi thay. Đây là một không gian năng động, đầy tiềm năng với những cơ hội mới. Những người dân trong làng Phong Lạc đã bước vào thế kỷ 21, gặp gỡ và chạm tay vào những thành tựu của khoa học và công nghệ. Làng Phong Lạc không chỉ là một nơi để sinh sống mà còn là một nơi để tiến bộ và phát triển. Người dân trong làng Phong Lạc đã có cơ hội học tập, đào tạo và trau dồi kỹ năng để nâng cao hiệu quả công việc và cuộc sống của mình. Trong làng Phong Lạc, những ngành nghề mới đã được hình thành và phát triển. Các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đã trở nên đa dạng và phát triển mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuẩn mực quốc tế đã giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, làng Phong Lạc cũng đã tạo ra một môi trường sống và làm việc tốt hơn. Hạ tầng, dịch vụ công cộng và tiện ích đã được cải thiện và mở rộng, mang lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Sự phát triển của kinh tế cũng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Làng Phong Lạc trong thời kỳ đổi mới cũng là nơi thể hiện lòng tự hào về đất nước và văn hóa dân tộc. Với những nét đẹp văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát triển, làng Phong Lạc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Trong tương lai, làng Phong Lạc cần tiếp tục phát triển và đổi mới để thích ứng với thế giới phẳng và hội nhập quốc tế. Qua đó, làng Phong Lạc sẽ không chỉ là một nơi để sống mà còn là một nguồn động lực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Men hiếu học trong tim người Phong Lạc, truyền thống ông bà trong huyết mạch cháu con, mỗi thế hệ viết một trang huyền thoại. Đâu như ai chịu dâu bể phận tôi đòi, dòng sông Sen hiền hòa uốn khúc, giữa làng quê hạnh phúc thanh bình. Tiếng nước dòng sông như tiếng nhạc, lá dừa khua như tiếng hát đêm trường. Em có về Phong Lạc với anh không? Một miền quê bao người mơ ước, cái làng quê hữu tình thân thuộc, đẹp như tranh non nước hữu tình. Nhà cửa xây cao biết bao thế hệ, từ đấy ra đi xây dựng cơ đồ, đường thanh thang người xe hối hả, mang trí tuệ về ta giải phóng cho ta. Làng quê xưa một thời lam lũ, chưa ăn trưa đã lo đến bữa chiều, đời nối đời ông cha mình vất vả, kiếp đói nghèo đè mái dạ liêu xiêu. Phong Lạc đã đi từ quê lên phố, mái lá xưa nay biệt thự cao tầng, mái ngói có đủ màu xanh đỏ, trong lòng người có gió nâng nâng. Xa bao năm vẫn nhớ về Phong Lạc, đất quê hương tổ tiên tôi nằm. Có cha tôi tháng ngày cày cuốc, đêm mẹ ngồi khâu vá quanh năm. Trong bài viết này, chúng tôi những người con xa quê luôn một lòng hướng về một vùng quê mang tên làng Phong Lạc đã tồn tại từ xa xưa qua bao thế hệ để có được ngày hôm nay khang trang sạch đẹp chuẩn mục nông thôn mới. Đời sống nâng cao, văn hóa hiện đại. Cảm ơn tác giả Bùi Đức Điểm đã chọn và ghi lời bình cho bài viết. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi và phát triển của làng Phong Lạc để gửi tới những người con đang ở xa cùng nhìn về đất mẹ.
mời quý vị cùng chiêm ngưỡng nét đẹp của quê hương qua góc nhìn flycam Tùng Bùi. Trong ký sự này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Bùi Đức Điểm đã biên soạn lời bình, cảm ơn ông Bùi Chân cố vấn biên tập hình ảnh nội dung, ông Trần Phước đại diện cán bộ và nhân dân thôn Phong Lạc và một số người dân trong thôn đã ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn. Bạc màu và vai áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất trên đồng nghĩa gì dào đâu đó tiếng thi thầm của đất nước, tiếng dòng sông vô sông gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng, lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Bạc màu và vai áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Chân lấp bùn khuya giấc, đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng, nghĩa gì dào đâu đó tiếng thi thầm của đất nước, tiếng dòng sông vô sông gọi ta giấc. Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng, nghĩa gì dào đâu đó tiếng thi thầm của đất nước, tiếng dòng sông vô sông gọi ta về. Đất bạc màu và vai ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
vang trên đồng và xóm, như miên man. Quê hương rồi khi trở về nhìn thấy dặm tre đầu làng, con đê trước sông, và nhận ra mái nhà thân quen của ta đâu đó trong xóm, ta lại bật khóc, tiếng khóc vỡ òa vì để trút hết tuổi hờn, tiếng khóc vì một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ôi sao mà yêu thương thế. Hình ảnh quê hương trong lòng mỗi người là bóng dáng, là tâm tư từ mẹ. Bất cứ ở đâu, làm gì, tôi luôn nhớ lời mẹ dặn: không đâu bình yên bằng gia đình, bằng quê hương của mỗi người. Đi khắp nơi, tôi càng thêm hiểu mình hạnh phúc hơn biết bao người khác khi đến sống nửa đời người vẫn chưa thể tìm lại được quê hương gốc gác của mình. Bạn có thể từ chối tình cảm với một ai đó, phủ nhận một mối quan hệ, nhưng không thể từ chối được sự thật rằng quê hương luôn chiếm một vị trí thiêng liêng trong mỗi người. Nơi ấy không chỉ là làng quê, mà một tấm lòng rộng lớn mang nhịp đập, hơi thở, sự sống của nỗi nhớ. Tình thương chan chứa hạnh phúc khi hội ngộ, đón những trái tim trở về. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dợp bươm vàng bay. Quê hương là con diều biên tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dợp bươm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành
đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời long lộng không phụ kiện công cha. Tần tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời long lộng không phụ kiện công cha. Tần tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.